Kỹ thuật bón phân cho cây cảnh, hoa cảnh. Kỹ thuật trồng cây, chăm sóc hoa cảnh cần chú ý tới rất nhiều bước, trong đó có kỹ thuật bón phân. Bón phân là con dao hai lưỡi, nếu làm đúng, cây cảnh sẽ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh trưởng tươi tốt, nếu làm sai, cây cảnh có thể héo, úa vàng, thậm chí là chết. Bón phân cho cây cảnh là một trong những biện pháp quan trọng của việc nuôi trồng cây cảnh. Vấn đề mấu chốt của việc bón phân là bón đúng lúc cây yêu cầu và lượng bón thích hợp. Bón đúng liều lượng là cần nắm vững bón bao nhiêu phân. Nếu bón quá ít thì không có tác dụng, nhưng bón quá nhiều không những không đạt yêu cầu mà còn làm cho các cành hoa bị khô. Dưới đây là những lưu ý khi bón phân cho cây. Phân bón lỏng. Phân bón lỏng là lựa chọn để cải thiện nhanh chóng tình trạng úa vàng của cây. Tuy nhiên cần đặc biệt chú ý tới liều lượng ghi trên bao bì, dùng ít hơn thì không sao, tuy nhiên nếu nhiều hơn, cây không những không sinh trưởng tốt mà còn có thể bị phát triển dễ, phá dáng hoặc xấu đi. Nên bón khoảng 3 phần 4 liều lượng được ghi trên bao bì trước khi tưới cần làm ẩm và tới đất, tạo điều kiện cho cây hấp thụ. Thành phần phân bón Phân bón thường chứa 3 thành phần cơ bản là N, P, K, tương ứng với nitơ, phốt pho, kali. Nitơ cần cho cành lá, phốt pho cần cho rễ, kali cần cho hoa. Tùy vào mục đích mà người dùng nên chọn tỷ lệ các thành phần trong phân bón cho phù hợp. Mùa bón phân Chú ý bón phân trong kỳ cây con xúc tiến sinh trưởng, còn kỳ ra hoa nên bón phân lân để có lợi cho cây ra hoa. Ngoài ra còn cần chú ý đến mùa bón phân, Mùa xuân hè cây sinh trưởng nhanh có thể bón nhiều phân, mùa thu cây sinh trưởng chậm nên bón ít, sang mùa đông thì không cần bón phân. Số lần bón. Số lần bón phân cũng là một vấn đề quan trọng, nên bón nhiều lần, nhưng lượng bón mỗi lần không nên nhiều, không được bón quá nhiều, quá đặc. Thời kỳ từ lập xuân đến lập thu nói chung 1 đến 2 tuần bón một lần, vào sâu lập thu cứ 2 đến 3 tuần bón một lần, đến lập đông không cần bón. Thời gian bón phân. Thường bón phân vào lúc chiều tối. Đặc biệt chú ý mùa nóng nực không nên bón vào buổi trưa vì nhiệt độ cao, phân dễ gây vết thương cho rễ. Ngoài ra trước khi tưới nước phân, tốt nhất nên xới qua đất trong chậu, như thế có lợi cho việc thấm sâu vào dễ. Một số nhà trồng hoa đã tổng kết kinh nghiệm bón phân như sau: 4 nhiều, 4 ít, 4 không, 3 kỳ, trong đó 4 nhiều là bón nhiều phân khi một cây vàng, yếu, 2, trước khi nảy chồi, 3, kỳ ra nụ hoa, 4, sau mùa hoa nở. 4 ít là bón ít phân khi một cây khỏe 2, nảy chồi 3, hoa nở 4, mùa mưa 4 không là không bón phân khi, 1, cây mọc cao vống, 2, khi mới trồng, 3, nắng nóng nhiều, 4, cây ngủ nghỉ. Ba kỵ là 1, kỵ phân bón đặc, 2, kỵ phân nóng, tránh bón vào buổi trưa mùa hè lúc nhiệt độ đất cao, 3, kỵ phân dính dễ, tránh khi trồng đem rễ cây hoa trực tiếp tiếp xúc với đáy chậu có phân lót, phải cách một lớp đất nội dung của video xin được dừng ở đây thấy bổ ích thì cho mình một like và nhớ sắc kênh để đón xem những video kiến thức khác nhé xin chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo